Hai mọi người, hôm nay ông xã mình ảnh rảnh cho nên là ảnh sẽ bón phân cho mấy cái cây, cho nên mình sẵn tiện là mình quay luôn cho mọi người cùng xem. Thì đây là cái bình phân cá mà tụi mình hay xài nè. Thì cái này các bạn có thể mua ở Amazon hay là Home Depot cũng có, khoảng 20 đồng. Lâu lâu nó sale thì khoảng 18 đồng. Thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người cách ông xã mình ảnh pha nha. Thì mình sẽ đổ nước đầy vô cái thùng này, xong rồi mình bỏ phân cá vô. Phân cá này nó là không phải là phân hóa học, cho nên là mình bỏ ít hay bỏ nhiều gì cũng không có làm hại cây, cho nên là mọi người đừng có sợ. Tụi mình làm quen rồi đó, cho nên là tụi mình cứ nhắm rồi đổ vô thôi. Mình nghĩ cái này chắc khoảng hai cái nắp này ha, hai cái nắp của cái bình đó. Xong rồi mình bỏ vô, mình đổ đầy cái thùng này. Cái thùng này mình nghĩ là khoảng một cái lon á, năm hả? Ủa, ba cái năm hả? Cái nhìn thấy nó nhỏ vậy. Vậy là cái thùng này 5 cái lon. Con cá nó bốc mùi ha. Đó thì mình cứ đổ đầy cái thùng này cho hai cái nắp của cái bình, là mình sẽ tưới vô một cái cây. Mỗi lần tụi mình làm là tụi mình làm một thùng cho một cây, 2 tuần tụi mình bỏ một lần. Khi mà cây mà nó có trái rồi đó thì mình có thể làm 1 tuần một lần cũng được. Nếu mà mình cưng cây thì mình cứ mix vậy thôi, rồi mình đổ vô. Đơn giản, cách này rất là đơn giản, tụi mình không có xài cái gì mà cầu kỳ hết. Rồi còn cái muối rim á, là cái muối ép xăm xốp á, thì tụi mình 1 tháng á, bỏ 1 lần. Đó, bây giờ chắc là bỏ vô cây mãng cầu đi. Cây mãng cầu bự, cần nhiều, nhiều chất. Con này bỏ dưa cũng không sao, tại vì nó không có nóng. Thì đó, sẽ tưới nguyên một cái chậu này vô cây mãng cầu. Cho nên là xài cái này á, mình không có lo là mình sẽ làm cháy cây hay giết cây. Còn mấy cái phân hóa học á, mình phải rành lắm mình mới xài được. Tại mình xài không đúng á, là sẽ cháy cây liền, nên tụi mình không có dám xài đó. Thì mọi người cứ đổ một thùng vô một góc như vậy. Thì sau khoảng 1 tuần mà mình đổ cái phân cá đó, thì cái tuần đó mình tưới nước. Nhưng mà mình đừng có tưới nước nhiều quá, tưới vừa đủ cho cái cây nó cần cần sức thôi. Tại vì tưới nhiều quá cái phân của mình nó trôi đi luôn, nó không còn giữ lại được nữa. Thì đó là cách mà tụi mình bón phân cho mỗi cây vậy thôi, mỗi 2 tuần. Thì đây, quay lại sơ sơ cho mọi người coi cái cây mãng cầu do Thái của mình. Cái muối rim á, thì mình rắc lên trên. Mình lấy khoảng 1-2 nắm tay của mình đó, mình bỏ vô cái gốc cây là ok rồi. Mình không có làm gì nữa hết, rồi mình tưới cây á, tự động nó tan ra thôi. Đó, cái cây này hôm nay cũng trái cũng ok lắm rồi. Hôm bữa lúc mà tụi mình tỉa cây xong á, trời nó cũng nóng, cũng lo là nó sẽ rụng lắm. Nhưng mà luckily là nó không có rụng gì hết, trái vẫn còn ok. Tại vì mình tỉa cây á, mình nên chọn mấy cái ngày nào mà nó đừng có nóng quá đó. Không thôi là trái nó cũng có thể nó bị rụng. Mà hôm đó tụi mình tỉa, tụi mình cũng không để ý thời tiết nữa, qua mấy ngày sau nó nóng. Nhưng mà cũng may là không có sao. Đó, trái bây giờ lớn nhanh lắm. Bây giờ cái cây này nó có nhiều trái vậy đó. Tụi mình sẽ cho cây này chắc mỗi tuần một cái thùng phân cá như vậy. Cái thùng kia đó nhìn nó là 1 galon phân cá ở trọng, nhưng mà anh chị có thể xài rất là nhiều lần đó. Nhìn cái cây của mình thấy cưng quá trời luôn, cái trái nè đó, chắc vài tháng nữa là sẽ ăn được thôi. Mình thích cái góc này. Anh chấm hả, vừa cái tầm của mình á, cho nên nhìn thấy nó đã đã lắm. Cái này là cây táo Thái của mình nè. Mình nói mọi người á, mấy năm trước á, mình bỏ lơ nó, mình không có
chăm sóc cho nó. Tại mình nghĩ táo mà đâu có cần gì phân gì đâu, chỉ cần tưới nước thôi. Thực sự là mình không có chăm sóc cái táo của mình bao giờ hết. Năm nay á, bây giờ mình bắt đầu thấy nó ra quá nhiều bông và quá nhiều trái nè, người xem nè. Nên là ông xã mình, ổng bắt đầu ổng cưng nó rồi, ổng sẽ bỏ phân cá vô cho nó. Chứ thường á, tụi mình sợ cây táo nó phát triển mạnh á, nó ăn rễ vô mấy cái cây khác, cho nên là không có dám chăm sóc phân bón nó nhiều, để cho nó hả tự sống thôi. Nhưng mà bây giờ thấy cái cây này nó ra bông quá nhiều, nên tụi mình muốn trái nó bự á, nó giữ được, cho nên là sẽ bón phân cho nó. Mọi người coi nè, đậu, nó đậu nhiều lắm rồi, nhưng mà mình không biết là nó có giữ được hay không. Đây nè, đây là năm thứ hai nó cho mình trái đó. Năm đầu thì mình chỉ được khoảng mười mấy trái thôi, mà năm nay coi như là chi chít luôn đó. Năm nay mới bắt đầu cho nó phân, còn mấy năm trước là không thèm để ý luôn. Bông nhiều lắm, mình không có ngờ là cái cây này nó bông nhiều tới vậy luôn. Trái, trái như là chi chít luôn. Này mà nó đậu được hết hả, như là cái cây cóc thì đã quá luôn á. Wow, mình không ngờ thiệt sự luôn á. Đó, trái nè mọi người. Cái cây này á, mình ăn mình rất là thích, tại vì nó ngọt thanh, nó giòn, nó có vị chút xíu chua chua chỏng, ăn nó rất là ngon. Nó không có ngọt sắc sảo như táo tàu, cho nên là mình rất rất thích cây này. Mình chấm muối mình ăn cũng ngon nữa, đậm đà nữa, mà nó không bị nhớt đó, cho nên là hả mình thích lắm. Đây để mình quay cái ổi, ổi này là ổi Thái của mình nè. Anh chị coi, nắng là nó cháy lá hết luôn. Cái nắng ở bên này nó mạnh quá trời luôn, coi là cháy ổi của mình luôn nè. Mà chỗ này của mình là cũng không đến nỗi nắng lắm đâu nha, mà anh chị thấy cái cây á, cây cũng cỡ này nè mà cũng chịu nắng không nổi luôn. Cho nên là ông xã mình anh mới gắn thêm một cái miếng lưới này ở trên đầu cái chỗ này để cho nó che bớt chút xíu chứ nè. Cây chỗ này cũng toàn là cây nhỏ nhỏ không à, cho nên là chắc cũng chịu không có nổi. Cho nên là anh gắn vô cho nó che bớt, thì hopefully là nó không có làm cháy mấy cái trái của mình nữa. Cháy hết cái cây này là bị nặng, lá cháy hết luôn. Đó, bên này ổi 7 inch lá nè, cháy hết trơn luôn, nhưng mà cũng may là chưa có cháy mấy cái trái. Nắng ở bên này nó mạnh ơi là mạnh luôn. Cho nên là anh chị nào mà có cây nào mà nhỏ nhỏ đó, thì nếu mà nó nắng quá thì mình chưa nên che cho nó chút xíu. Chúng tôi nó cháy hết lá rồi, cháy trái của mình uổng lắm công lao của mình chăm sóc. Cái ổi Thái cũng được mấy trái. À, cũng lớn nhanh quá trời luôn.